Vâng, đệ tử của Phong xin mến chào các bác và anh em. Để đáp ứng nguyện vọng của một số bác muốn được test chất âm của những chiếc vang số chỉnh cơ Jaguar model là S600 Premium, hàng xịn sò của Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé. Các bác đã dùng và đã nghe rất là nổi tiếng từ những chiếc âm ly Jaguar của Hàn Quốc như là 203, 506. Tiếng mic cực kỳ hay, nhạc sạch sẽ và echo vang nhại cực kỳ tuyệt vời. Thì đây là một dòng sản phẩm tiếp theo rất là nổi tiếng, đó là Jaguar model S600 Premium, những chiếc vang số tích hợp chỉnh cơ, hàng xịn sò, made in Korea. Đấy các bác nhìn này, tháo sẵn nắp để các bác ngắm nhìn cái ruột gan. Đây, made in Korea, hàng xách tay, chuẩn xịn, sản xuất made in Korea, Hàn Quốc. Và đây em quay qua một cái hộp cho các bác có thể ngắm nhìn được tổng thể. Đây là hàng xịn sò Jaguar Premium S600. Các bác ghép vào vừa nghe nhạc vừa hát karaoke dòng này thì tiếng của nó rất là hay, tiếng sạch sẽ. Đây, hàng full hộp thôi nhá. Trong này nó có đầy đủ hết túi bóng rồi, dây nguồn, phiếu bảo hành nữa nhỉ. Đây, tem phiếu bảo hành của công ty Nhật Hoàng. Đấy, các bác sẽ có quyền lợi rất là tốt, bảo hành dài, chăm sóc rất là chu đáo. Đó, đây là tem phiếu bảo hành chính hãng của công ty Nhật Hoàng sẽ nhập khẩu và phân phối cho các bác. Đó. Và đây là cái chi tiết về chiếc vang này thì các bác ngắm nhìn nhé. Tổng thể được thiết kế một cái hình thức mặt mũi và tất cả các cái cấu hình chi tiết tinh chỉnh rất là đẹp và khoa học. Jaguar này. Đó, các bác nhìn nhá. Jaguar này. Và đây, model S600 Premium, công tắc bật tắt nguồn. Đây là nút chuyển đổi để chọn cổng vào. Con này có cả chế độ cổng quang optical đầy đủ hết và tín hiệu analog đầy đủ hết các bác nhá. Và đây các cái khối chọn để các bác có thể chạy USB. Đây là các cái nút chọn chế độ để các bác chạy USB này. Và đây là các cái volume để các bác đây là volume music tone này, tăng giảm tần số bass sâu, tăng giảm tiếng bass và tăng giảm tiếng chép. Đấy. Và đây là ba cái nút volume tổng, thì có một cái nút đây là master này các bác nhỉ, control master, thì có một cái volume chỉnh là chỉnh effect và một volume chỉnh về mic và volume chỉnh về tổng về đường music. Và đây là các cái nút echo. Đấy, delay echo. Đây là chỉnh tổng volume âm lượng cho mic 1, mic 2, ngõ mic 1, mic 2 này. Đó. Đây là phía đằng trước các dàn đèn báo. Đấy, con này thì tinh chỉnh rất là dễ. Và tiến vào cái nội thất bên trong các bác nhìn nhé, toàn bộ linh kiện của nó, linh kiện xịn sò của Hàn Quốc. Đấy, hàng chuẩn xịn của công ty sản xuất made in Korea. Các bác nhìn này, Korea này, 100% sản xuất xịn tại Hàn Quốc luôn. Ở đây là vỉ, đây là vỉ chống hú này. Đấy, vỉ chống hú này, tất cả các linh kiện này các bác nhìn nhé, rất là đẹp. Đó, quay kỹ các bác. Cái bên vỉ của nó đặc trưng của bên vỉ của những cái chiếc âm ly Jaguar Hàn Quốc, nó cũng làm theo bên vỉ như này. Và cái nội thất của nó thì tất cả các dòng vang, kể cả vang số, vang cơ, không con nào có thể ăn được. Cái linh kiện của nó toàn linh kiện đẹp này. Và đây phía sau, chân cắm điện nguồn này, đường kết nối vào một tín hiệu analog này. Đó, đây là kết nối quasi này, optical này. Đây, chỉnh đường bát tép cho kênh súp này, để kết nối cho súp này. Và chen tư thì nó có cả chế độ chọn, tức là vừa tiếng vừa nhạc music ấy. Là khi các bác có thể làm sự kiện thì các bác chọn một cái chế độ nó chỉ có tiếng không thôi, và có một chế độ nhấn vào thì các bác nhả ra thì nó có cả music này. Đấy, nhấn vào music và nhả ra là mic không. Đây đường kết nối ra loa left right. Đây là ngõ mic vừa kết nối bằng 6 ly và vừa canon. Đấy, đường ra mic vừa 6 ly vừa canon, tức là hai ngõ mic phía đằng sau là canon, còn hai ngõ mic ở phía đằng trước là 6 ly. Đó. Thì mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc vang hàng xịn Jaguar S600 Premium thì các bác liên hệ bên điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc. Nhích volume các bác thẩm âm tiếng của nó nhất là hay. Vang rất là đẹp.